bạn vô rừng cao su chơi thử không? Rừng cao su có gì mà chơi, ghê thế mù. Lỡ có con gì bò ra cắn thì sao? Trời ơi, con gì cắn mình á, mình sẽ cắn lại nó. Huề, có gì đâu mà lo. Ừ, hay là tụi mình đi thử đi. Đừng vào đây rồi mà. Ê, con gì bò lên kìa. À, trời ơi, có con răng. Con này không phải là rắn độc đâu. Mình xem trên TV rồi. Rắn độc là rắn hổ mang. Có hai cái mang hai bên vậy nè. Ghê lắm. Ý bạn, là con này không có độc hả? Đúng rồi. Nhìn con rắn hiền queo à. Sao có độc được? Bụng bự bị rắn cắn rồi. Bác ơi bác giúp tụi con với. Chết rồi, cháu mập này bị rắn độc cắn rồi. Nhưng con rắn hồi nãy tụi con thấy đâu phải là rắn hổ mang đâu. Sao mà có độc được vậy bác? Trời ơi, không phải chỉ mỗi rắn hổ mang mới có độc đâu. Còn rất nhiều loài rắn khác có độc nữa. Đầu tiên ta phải băng ở phía trên vết cắn một đoạn, ép chặt băng vào. Các dòng băng phải đè lên nhau và băng cao dần về phía tim. Sau đó dùng một cuộn băng khác băng ở phía dưới vết thương. Không được băng trùng lên vết cắn nghe chưa. Bác hay đi rừng nên hay đem những vật này theo. Ta cần phải sát trùng vết cắn rồi dùng dao lam sạch, rạch một đường nhỏ trên vết cắn, không ép vết thương nha. Rồi dùng nước muối đổ lên lần nữa. Và phải ghi giờ lên băng, vì thời gian tối đa băng garo là 40 phút thôi. Alo, cho tôi một xe cấp cứu tới bìa rừng cao su gấp nha. Mấy cháu có nhớ con rắn hồi nãy màu gì không? Dạ, hình như là con rắn màu nâu đỏ. Đó là loài rắn chàm quạp hay sống ở rừng cao su. Vậy bụng bự có sao không bác? Tạm thời bác đã sơ cứu xong, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng trẻ con các cháu nên nhớ, không được bất cẩn khi đi vào lùm vào bụi. Và khi bị rắn cắn phải tức tốc gọi người lớn, nếu không độc sẽ phát tán mà chết đó. Dạ, tụi con nhớ rồi. Từ nay cho dù là rắn gì thì cũng không bao giờ dám chọc nữa.